VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA với theo nguyên lý, lắp theo âm học. Xin chào quý vị và các bạn. Ở những video lần trước thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về những chiếc loa khá là nổi tiếng như là JBL, BIK, laptop hay là button, đúng không nào? Và ngày hôm nay thì VDA mang đến cho quý vị một lựa chọn khá là mới mẻ trên thị trường audio Việt Nam. Nhưng ở những nước phát triển thì đây được đánh giá là dòng loa có chất lượng tốt cũng như là thiết kế đẹp. Vâng, đây chính là loa Audio Prod M10F. Liệu chiếc loa này có thực sự chinh phục và làm bạn rung động hay không? Hãy cùng VDA theo dõi tiếp video này nhé! Là một dòng loa đến từ Hoa Kỳ, loa Audio Prod M10F có kích thước tương đối nhỏ gọn. Kích thước thực tế của loa chỉ 333mm chiều dài, 536 chiều rộng và 255mm chiều cao, rất dễ dàng cho việc sắp đặt treo tường, để trên kệ tivi, kệ tủ mà không chiếm quá nhiều diện tích sử dụng. Chất liệu vỏ của loa Audio Prod M10F là chất liệu gỗ ép MDF. Loa có khả năng chịu va đập tốt bởi các lớp lưới bảo vệ phía mặt trước đều được làm từ chất liệu thép và phủ sơn tĩnh điện. Mặt trước của loa được thiết kế với 3 phần khung lưới thép bảo vệ mỗi củ loa riêng biệt. Chính giữa màng lưới là logo thương hiệu Audio Prod được thiết kế mạnh mẽ và ấn tượng. Lớp thép bảo vệ loa chép được gia công lõm vào ở chính giữa trông khá là bắt mắt. Mặt sau bao gồm các đầu kết nối dạng nút vặn với các màu sắc riêng biệt được thiết kế chìm vào trong thùng loa. Bên trên vẫn là logo đại diện của hãng và số series của thiết bị. Mặt trên của loa được thiết kế sẵn những đầu bắt vít giúp người sử dụng có thể treo lên giá hay tường. Bề mặt gỗ láng mịn, các đường nét sắc sảo, bo tròn mềm mại. Về chất lượng âm thanh, loa Audio Prod M10F cho âm thanh khá là tròn trịa và các giải âm cũng rất là hòa hợp. Loa hai đường tiếng hỗ trợ âm bass nghe rất bốc, phù hợp với những bản nhạc remix hay hát karaoke nhạc sôi động với âm bass chắc khỏe. Loa hỗ trợ khá tốt khi hát karaoke giọng ca thoát ra mạnh, hòa hợp giữa beat nhạc và tiếng ca nhờ chất âm ấm và vang. Với diện tích phòng khoảng 30m², âm thanh phủ rộng khắp và dù ở góc phòng thì chất âm cũng vẫn dày và rõ ràng như đứng ở trước mặt loa. Loa Audio Prod M10F có hiệu suất làm việc khá cao. Loa được trang bị bộ mệt chống cháy loa, hệ thống tản nhiệt độc quyền của Audio Prod M10F nên khi hát karaoke thời gian dài, cường độ cao thì bạn hãy cứ yên tâm không lo cháy loa. Tổng kết về ưu nhược điểm của loa thì chúng ta có thể thấy là loa Audio Prod M10F có ưu điểm là thiết kế sang trọng, nhỏ gọn, thích hợp với nhiều không gian khác nhau, chất nhạc mạnh mẽ, âm bass chất và sâu, thích hợp các dòng nhạc sôi động, hỗ trợ giọng hát nhẹ và hay, độ bền cao và độ ổn định ở cường độ cao. Về nhược điểm thì chưa tái hiện tốt các âm thanh chi tiết khi xem phim và đến nhạc trữ tình chưa thực sự hay. Qua những trải nghiệm vừa rồi thì có thể thấy là chiếc loa Audio Prod M10F tuy là thuộc dòng loa tầm trung nhưng chất lượng không thua kém những dòng loa cao cấp. Và nếu như bạn muốn nghe những dòng nhạc sôi động thì đây là một lựa chọn hoàn toàn hợp lý, bởi vì giá cả cũng vô cùng phải chăng, chỉ 8.800.000 đồng tại VDA của chúng tôi. Ghé ngay showroom để tận tai trải nghiệm thực tế chất lượng sản phẩm hoàn toàn miễn phí. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!